Xin kính chào quý vị và các bạn. Nằm trong chuỗi video clip tác nghiệp của bộ phận chăm sóc cây cảnh, hôm nay tôi xin chia sẻ với quý vị và các bạn video clip kỹ thuật trồng và chăm sóc cây vạn tuế. Kính mời quý vị và các bạn cùng đón xem. Cây vạn tuế là loại cây sống lâu năm và lâu lớn, hàng năm thường chỉ ra 1 đến 2 vòng lá. Với sức sống mãnh liệt, chịu hạn, chịu rét, chịu nóng tốt, lá xanh quanh năm, vì vậy vạn tuế được ưa chuộng và thường được trồng làm cảnh ở các sân vườn. Vòng lá thứ nhất được phát triển vào mùa xuân. Khi lá non bắt đầu trồi lên, ta cần phun phòng thuốc vì trong giai đoạn này dễ bị sâu xâm nhập và ăn phần búp lá. Loại bỏ những lá khô bằng cách cắt bỏ những cuống khô đi. Ta chỉ tưới nước khi một phần đất đã khô. Phun nước một ngày hai lần vào buổi sáng sớm và buổi chiều mát để cho lá được sạch và bóng. Khi bộ lá đã xấu, ta nên cắt bỏ hết đi để cây có sức xùi lá mới. Vạn tuế thường bị sâu tấn công khi giai đoạn lá còn non và hai loại rệp chủ yếu là rệp sáp nâu và rệp sáp vẩy. Nếu có ít, quý vị có thể dùng khăn vải thấm nước lau sạch hoặc dùng thuốc trừ sâu trừ rệp, phun nhắc lại 7 ngày một lần. Bón phân, cách 30 ngày ta bón một lần, nên bón vào từ đầu mùa xuân cho đến mùa thu và bón thêm sản phẩm có chất sắt từ 3 đến 4 lần từ mùa thu cho đến mùa hè. Lúc bón phân kết hợp với xới đất vun gốc. Trên đây tôi vừa chia sẻ với quý vị và các bạn video clip kỹ thuật trồng và chăm sóc cây vạn tuế. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào.